Đứa con gái của tôi không có mắt nhìn người, cho nên nó mới coi cô là bạn. Chứ loại người như cô chả có gì tốt đẹp giống như cái tên An Nhiên của cô. Nhìn cái mặt của cô đã thấy toát lên cái vẻ không an phận rồi. Con trai của cô đấy à? Nhìn quen nhỉ? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Mà thôi, muốn biết thì có khó gì. Từ giờ phút này, tôi muốn chấm dứt cái trò chữa bệnh đi. Mà trước khi chấm dứt đi, thì tôi cũng muốn rạch ròi hai thứ. Tình cờ gặp nhau không chào nhau tiếng các bạn ơi. Không cần thiết. À, mà tôi nghĩ chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả. Lần này về luôn hay sao? Điều đó làm ông sợ à? Sợ gì? Tôi chỉ lo là ông nhìn thấy cái cảnh tôi với người yêu cũ của ông mặn nồng, ông lại đố kỵ thôi. Có bản lĩnh á thì mặn nồng cả cuộc đời, chứ đừng xong mục đích rồi á lại tháo mặt nạ ra. Bao giờ anh đi? Em sốt ruột muốn bị anh biến mất vậy sao? Không, đây chỉ là câu hỏi xã giao bình thường thôi mà. Mẹ anh trở bệnh nên ngày mai anh sẽ bay sớm. Tôi mong là bác mau khỏe. Chúc anh thượng lộ bình an. Từ bây giờ trở đi, anh chỉ nhận được những câu nói khách sáo như vậy thôi sao? Đúng. Vì tôi không muốn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ mà khiến chồng tôi phải lo lắng.